Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2021, thì kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật giá ớt Chỉ Thiên cũng như ớt Sườn Vàng tại các tỉnh miền Tây, cụ thể là ở Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp, để cho quý bà con mình tham khảo nha. Thì so với ngày hôm qua là ngày 2 tháng 6 thì hôm nay ngày 3 tháng 6 giá ớt Chỉ Thiên không có dao động gì hết nha quý bà con. Nó nằm ở mức giá chung là từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Ớt tơ, ớt đẹp, ớt củ nhất là 9.000 đến 10.000, ớt củ nhì, củ ba là 7.000 đến 8.000. Đó, còn như mà thương lái mua theo cách là mua lặt cuốn á, thì ớt có giá hơn là từ 11 đến 13.000 đồng. Còn nếu mà không có lặt cuốn á, thì nó thấp hơn 3 đến 4.000 đồng. Còn đối với ớt khô thì là giá ớt nằm ở khoảng là 60 đến 62.000 đồng. Tiếp theo sẽ là giá ớt Sườn Vàng nha quý bà con. Ớt Sườn Vàng thì giá mua chung là từ 8 đến 12.000 đồng một ký. Khi mà phân loại thì ớt tơ, ớt đẹp, ớt củ nhất thì có giá là từ 10 đến 12.000 đồng một ký. Đó, thì cái giá ớt này nó tùy thuộc vào nơi, tùy theo cách mua của lái cũng như là tùy theo ruộng ớt đẹp hay xấu mà giá còn chênh là từ 1 đến 2.000 đồng nữa nha quý bà con. Còn ví dụ như mà cùng một loại như là ớt tơ, ớt đẹp, ớt củ nhất nè, nhưng mà chỗ này mua 9.000, có chỗ mua 9.500, có chỗ mua 10.000 thì nó chênh lệch như vậy là tùy theo là cái sức mua của từng vùng nha quý bà con. Cái sức tiêu thụ đó, dù nơi đó tiêu thụ nhiều thì giá ớt nó nhỉnh lên xíu, thêm 500, thêm 1.000 nữa. Đó. Rồi, thì quý bà con mình tham khảo cái giá ớt này. Hiện nay thì giá ớt đang nằm ở mức thấp, do là tình hình dịch bệnh thì đang rất là phức tạp thì bà con mình cũng biết rồi. Thì rất là hy vọng là dịch bệnh được kiểm soát sớm thì giá của ớt cũng như tất cả các loại nông sản khác nó cũng sẽ chuyển biến tốt hơn. Đó, rồi cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây ngày hôm nay nha. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm nhiều nội dung khác. Xin chào và hẹn gặp lại.